Chào mọi người nha, chào mọi người buổi sáng nha. Chúc mọi người buổi sáng thật là vui vẻ nha mọi người. Hôm nay hai chị con mình quay video đi cho cá ăn nha mọi người. Video đơn giản, cuộc sống hàng ngày của cha con của mình nha. Rồi, chào mọi người đi. Chào mọi người đi nít nè. Xin chào. Thôi bây giờ không chạy nhầm nữa, thôi bây giờ mình chuẩn bị đi cho cá ăn nha mọi người. Rồi, đây là hũ thức ăn nha mọi người. Đây là hũ thức ăn hàng ngày mình đi cho cá ăn á. Rồi bây giờ hai cho con mình đi cho cá ăn nha. Rồi bây giờ mình cho cá ở đây sẽ ăn xong rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi ra ngoài sau cho cá ăn tiếp nha mọi người. Cá đây tự rất là to. Đó. Đây mình nuôi 4 con cá thay tự rất là lớn nha mọi người. Rồi, đầu. Cái này mới một con ra ăn. Còn 3 con nữa lấp ở trong. Đó. Sao đi ta? Anh Yên cho cá ăn nhiều thiếu không? cho cá vừa thấy kìa, cá nào mà nó lên được trên cái hòn này mà nó ăn được tôi cũng hay, tôi cũng khen cá đó hay à. thả từ xuống này cho cá ra nè, thả từ xuống thấy lên đây rồi nó giăng đây hết cái này đó. Thôi giờ bây giờ mình đi thôi nha mọi người. Thôi đi thôi nào. Đi cho cá ăn nha. Bây giờ ngồi xuống cho cá ăn nha mọi người. Cho cá nha con. Rồi. Nè, bắt tay vô. Rồi, cho cá ăn đi. Thả trước. Đó. Đã không? Ngày nữa đi. Đây là cái đìa cá nhà tự mình làm để nuôi nha mọi người. Đây mình chủ yếu là mình nuôi cá chê với cá tai tượng và cá phi là nhiều nha mọi người.
Rồi bây giờ mình cho cá ăn xong rồi, bây giờ mình đi vô ha mọi người ơi. Đi vô con, đi. À, bây giờ mình cho cá ăn xong rồi mọi người, bây giờ tới giờ ăn cơm mà mình vô ăn cơm nha mọi người. Rồi giờ mình mời cả nhà ăn cơm nha cả nhà. Đây, đây là tô cơm. Giờ mình ăn tô chứ mình không có chén gì. Đây mình là miền Tây dân dã, mình ăn quen nè, ăn tô không à. Chứ ít ăn chén. Bây giờ mình ăn nha cả nhà. Chắc có lẽ mình kết thúc video ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.